Nhà thuốc Đông y Khương Chờ xin chào tất cả các bạn đang theo dõi những video ngắn của Khương Chờ nhé. YouTube của Khương Chờ đã phát cây Trung Quốc các bạn nhé. Hôm nay là mình băm cây Trung Quốc các bạn ạ. Trong lúc băm thì mình giới thiệu các bạn cây Trung Quốc, cái củ nó như thế nào. Trong các video của Khương Chờ thì có đăng nhưng mà chỉ có cây và lá và những nơi nó mọc thôi nhé. Khương Chờ đã nói là cây Trung Quốc nó như lá nó như thế nào, nó mọc như thế nào, nhưng mà chưa nhìn thấy cây củ Trung Quốc. Đấy, cây Trung Quốc là một cây mọc hoang, thân gỗ, mọc tựa với cái khác, Khương Chờ đã giới thiệu rồi nhé. Nhưng đào xuống gốc có củ đến 15 cân các bạn nhé, chứ không phải là bé đâu nhé. Nếu nó ở đồi trống mà đồi đất thịt ấy, đất đỏ, đất thịt, đất tốt ấy, có khả năng đến 15 cân. Nhưng cây củ của chúng tôi lại rất thích nhưng rất sợ, bởi vì sợ nó hao. 15 cân này có khi chỉ băm được 3 cân khô. Vì sao nó nát? Đây các bạn nhìn này, băm sao nó nát như thế này thôi thì các bạn bảo là chiến đấu làm sao được với bọn Trung Quốc này. Đây, đây các bạn nhìn nó nát này. Nhưng mà nó rất tốt các bạn. Cái Trung Quốc là dùng để chữa khớp nhé, tràn dịch khớp này, tràn dịch khớp nhé, và khớp gút này, chữa dạ dày này, chữa gan này, chữa đau bụng kinh này, nó chữa rất là nhiều vị. Nhưng mà nói với các bạn biết này này, nó tùy thuộc vào ông lang bà mế, mỗi địa phương và mỗi thầy dạy người ta bài thuốc chữa từ cái Trung Quốc này pha chế với những loại thuốc nào để chữa khớp này nhé, chữa đau bụng kinh này, chữa dạ dày này, chứ không phải bảo rằng là cây này nhà tôi chữa cái thứ này, không nên cãi nhé. Có những người ấy, các bạn nữa này, cái cây cải trời với cây cỏ bay ấy, các bạn ấy đau ở cái kênh YouTube của tôi ấy, các bạn cãi cố cái sống tôi bật lên, tôi chụp vào Đỗ Tất Lợi, cây tàu bay là cây tàu bay, cây cải trời là cây cải trời, cây cải trời hay còn gọi là hạ khô thảo nam, nó là cây cải trời chứ không phải là cây tàu bay. Đến đấy giờ bạn ấy mới chịu các bạn nhé. Bởi vì chúng ta này là học trò của Đỗ Tất Lợi, con cháu của Đỗ Tất Lợi thôi, chứ không phải là bằng vai phải vế Đỗ Tất Lợi hoặc hơn. Và cũng có người lại nói như này này, cây gì trong sách chẳng có, các bạn nhầm đấy. Cây này trong sách có đấy, nhưng mà chữa đến những bệnh dạ dày, bệnh đau bụng kinh, bệnh gan là trong sách không nói đến, các bạn nhớ nhé. Mà thành phần hóa học cũng không ai trình bày để nó chữa được bệnh ấy. Có nhiều cây trong sách không thể nói, ví dụ như là cây sa măng của tôi vừa quay ở chỗ đền ấy, tôi đố các bạn nhìn thấy trong sách có đấy, mà cũng rất ít nha, chứ không phải không đâu. Nhưng mà trong dân gian người ta làm thuốc và chúng tôi làm thuốc là nó có cây sa măng, cho nên các bạn đừng có cãi. Và tôi cũng chỉ nói tiếp với các bạn này, nhà tôi là nhà khám chữa bệnh đông y, thừa thời gian rảnh tôi đi quay video cho một số những người theo nghề nhờ tôi quay để làm nghề các bạn nhé, bắt chiếc học chiếc để mà làm nghề cứu dân liệu thế. Và những người ấy tôi cũng không bao giờ tính đến chuyện học phí, chứ không phải bảo là học nhau chờ phải mất học phí nào kia, nhưng mà miễn sao những người ấy, người ta làm thuốc có tâm chứ không phải là cần phải gì hết. Cho nên những các bạn theo dõi video nhà Khương Chờ, YouTube nhà Khương Chờ, đừng có bảo bác bán cho cháu mấy cân Trung Quốc này, bác bán cho cháu mấy cân khấu bằng lèng, bác bán cho cháu, vì nhà tôi là nhà đi mua. Bây giờ tôi bán cho các anh mấy cái cân này, bây giờ tôi bán bằng nào? Đây, nó nát dừ từ cái này. Tôi chỉ làm chưa bán cho bệnh nhân để nó khỏi bệnh thôi, chứ tôi không tính đến lãi lờ. Cái cây khác lãi lờ tôi bù cây này, chứ còn cây này nếu thực sự ra mà nói những bạn làm rồi ấy, thì không lãi lờ. Nhưng mua cái cây này, mua thân này thì lãi này. Cái thân này băm không bao giờ nát các bạn nhé, cái thân này băm cái củ nó nát hết, các bạn nhớ thế. Đấy, bây giờ tôi băm cho các bạn nhìn cái củ và cái thân nhé. Trước hết tôi băm cái củ trước này, nó nát dư tử luôn. Đây củ ấy nhé. Đấy các bạn mà mua về phải rửa sạch như này. Đấy, sạch sẽ này nhé, nó băm. Đây. Chưa phơi ra nó mới nát nữa, nhưng mà băm cái cổ áo nó thì rất là ngon phơi các bạn. Đây, như cái này thì không nát nhé, đây gọi là cổ áo của nó. Đấy.
bao giờ nát. Bây giờ tôi mới giới thiệu các bạn một vài thuốc để chữa khớp út nhé. Các bạn nhớ theo dõi này. Cây củ trứng cuốc này này, băm ra phơi khô nắm. Dây gắm nhá, hay còn gọi là vuông tôn, băm ra phơi khô một nắm. Kê huyết đằng là có nghĩa là cây chín vòng, băm ra phơi khô một nắm. Ngũ gia bì, băm ra phơi khô một nắm. Dây đao xương, băm ra phơi khô một nắm. Cây bướm bạc cây nhé các bạn, đấy cái phần cổ áo nó ở trên gốc khoảng 20 phân ấy. Cây bướm bạc cây các bạn nhé, chúng tôi cứ gọi là cây hoa trắng. Đào xuống lấy rễ nó, băm ra phơi khô một nắm. Hoạt huyết đằng, băm ra phơi khô một nắm. Cây mỏ quạ, băm ra phơi khô một nắm. Cây nho rừng, băm ra phơi khô một nắm. Các bạn uống, tôi nói các bạn sau một tuần đỡ khớp luôn. Các bạn nhớ nhé, chứ không phải là gì đâu. Xin chào tạm biệt các bạn nhé. Các bạn nhớ theo dõi nhé, nhớ theo dõi kỹ càng cái bài thuốc khớp út tôi vừa mới trình bày với các bạn. Mà các bạn nên nhớ này, cây trứng cuốc này băm rất thao nhé. 10 cân chỉ được 2 cân thôi, bởi vì nó nát lắm các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.